Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Viện. Ngày hôm nay Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn về vận trình của những người tuổi thân trong tháng 8 âm lịch. Như quý vị đã biết thì con khỉ là con vật rất thông minh và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhạy mà còn giàu lòng vị tha và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn xung quanh cuộc sống của mình. Theo tử vi, tháng 8 âm lịch thì những gia chủ tuổi thân còn luôn giữ được bình tĩnh và giữ cho mình một cái đầu lạnh. Họ làm như vậy để có thể xử lý linh hoạt trước mọi tình huống khó khăn. Nhờ có một ý chí mạnh mẽ kiên cường nên họ không sợ hãi trước tình huống xấu lần này mà vẫn bảo vệ được vị trí của mình. Vậy nên vận trình trong tháng 8 âm lịch thì những người tuổi thân cũng là một trong những con giáp gặp được may mắn và thành công nhất. Sự thành công của con giáp này đã khiến cho rất nhiều những con giáp khác phải ganh ghét, đua nhau ganh tị, nhưng mà cũng không kém phần để trọng. Vậy nên trong cuộc sống của bạn, chúng ta cũng cần phải lưu ý ứng xử hài hòa để tránh những mâu thuẫn xung đột luôn rình rập mình trong con đường công danh sự nghiệp của mình và đằng sau thành công của mình. Và không để cho quý vị phải chờ đợi lần nữa thì chúng ta hãy cùng bắt đầu phân tích lá số tử vi của những người tuổi thân ngay bây giờ quý vị nhé. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi thân trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi gia chủ tuổi thân tháng 8 năm 2022 âm lịch trên phương diện sự nghiệp nhìn chung là bình ổn, không có sự thay đổi nhiều cũng như không có quá nhiều khởi sắc. Chính vì bình ổn nên tháng này nếu có dự định mở rộng kinh doanh làm ăn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Với người kinh doanh, buôn bán hay đầu tư nên thận trọng trong hợp tác làm ăn, dù được người lớn tuổi hơn giúp đỡ nhưng vẫn có điểm báo tiểu nhân rình rập. Khởi nghiệp cũng chỉ nên bắt đầu với số vốn nhỏ, tránh phô trương, kẻo hao tổn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xét về phương diện tài lộc trong tháng này, không có nhiều tín hiệu tốt, dù tài sản có tăng tiến so với năm ngoái, nhưng tiêu hao nhiều cho cuộc sống, khó tích lũy, không dư giả quá nhiều. Người làm công ăn lương thu nhập ổn định, tháng này khối lượng công việc ít nên chưa có tăng ca, ổn định với mức lương cứng. Người kinh doanh buôn bán thì dòng tiền luôn chuyển đều, không trồi sụt mạnh, hàng tháng thu về lợi nhuận đều đặn. Nếu có dự định mở rộng làm ăn thì nên cân nhắc sẽ có nhiều khó khăn trong vốn liếng. Nếu vẫn cố tình, sẽ làm và gặp nhiều vất vả, lợi nhuận không có, tiền bạc cũng vì thế mà hao tán, không thu hồi được vốn, tiền mất tật mang. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Nhìn chung về sức khỏe tháng này khá tốt, không mắc bệnh tật gì nghiêm trọng nhưng không tránh khỏi việc ốm vặt. Ngoài ra cần hết sức đề phòng vấn đề đi lại, nhất là khi xuất hành đi xa, tránh gặp phải bất trắc do tai nạn xe cộ. Nữ mạng tuổi thân trong tháng này nên chú ý máu huyết không thông, dễ xảy ra các vấn đề đáng lưu tâm. Cũng không nên kiêng khem quá mức khiến cơ thể bị suy nhược, mệt mỏi kéo dài, làm giảm chất lượng cuộc sống. Tử vi tuổi thân tháng 8 năm 2022, trên phương diện sức khỏe cần đặc biệt chú ý đến vấn đề ăn uống và sinh hoạt điều độ bởi hệ tiêu hóa không được tốt. Trong năm chịu tác động của hung tinh, gia chủ sẽ phải trải qua nhiều vất vả lo toan cho công việc, tiền bạc, vì thế mà sức khỏe giảm sút, dễ bị ngã bệnh. Dù là nam hay nữ mạng tuổi thân cũng không nên chủ quan khinh suất vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Các quý vị gia chủ tuổi thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh.
Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang những tháng giữa năm Nhâm Dần, trên phương diện gia đạo, người tuổi Thân nhận nhiều tin vui đưa tới. Những cát tinh chủ về đào hoa sẽ mang tới hỷ tín cho những người tuổi Thân. Nam nữ dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội tìm được người ưng ý. Vì vậy, những người đã có đôi có cặp nên tận dụng thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa mà tính chuyện kết hôn, tỷ lệ thành công rất cao. Do đào hoa mạnh, cho nên những người đã có gia đình cần chú ý đào hoa ảo, thấy dấu hiệu có người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa hai người. Dù có chuyện gì xảy ra cũng nên bình tĩnh giải quyết vấn đề, nếu không tỉnh táo có thể dẫn tới chia ly. Tử vi từng tuổi Thân trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Dù đã bắt đầu đến độ tuổi có thể nghỉ hưu, những người tuổi Bính Thân vẫn luôn hết mình với công việc, làm tròn trách nhiệm nên rất được mọi người nể trọng và giúp đỡ nhiệt tình. Đương số cần đặc biệt chú ý vấn đề sức khỏe trong năm. Theo tuổi tác tăng lên, cơ thể cũng có nhiều vấn đề cần lưu tâm. Đừng vì quá mải mê, ham công tức việc mà coi nhẹ sức khỏe của mình. Cần chú ý tới chế độ ăn uống, những thực phẩm nằm trong danh mục khuyến cáo của bác sĩ nên tuyệt đối tránh xa, kẻo tạo ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Bước sang tháng 8 âm lịch, người tuổi Mậu Thân hầu hết đều đã xây dựng được một nền tảng sự nghiệp ổn định. Tuy đôi khi vẫn gặp phải những khó khăn nhất định, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình, cuối cùng bạn vẫn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề gia đình, đặc biệt là nữ mệnh, đề phòng xảy ra xung đột nghiêm trọng. Tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Với người tuổi Canh Thân, tháng này có nhiều khởi sắc về mọi mặt. Sự nghiệp sẽ bước lên một tầm cao mới, dân văn phòng được dự đoán là sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương. Trong khi đó, người làm kinh doanh buôn bán cũng rất phát đạt, lời lãi đổ về liên tục. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ lứa đôi duy trì tình trạng ổn định, cả hai luôn đong đầy yêu thương, tâm đầu ý hợp, dù có sóng gió cũng cùng nhau vượt qua. Hạnh phúc của cả hai bạn khiến người khác không khỏi ghen tị. Điều cần chú ý là nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, cố gắng hết sức để tăng thu giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992, gia chủ Nhâm Thân đa phần đều đã ra đời, có cuộc sống tự lập. Tuy nhiên một số người vẫn còn chưa có nhiều kinh nghiệm và vấp nhiều nên rất dễ bị lừa gạt. Do đó hãy thật tỉnh táo, đừng dễ dàng tin người mà gây hại cho bản thân. Các cặp đôi, hai bạn có thể sẽ phải yêu xa thì nên chuẩn bị trước tâm lý cho mình. Tuổi Giáp Thân sinh năm 2004. Xét tổng quan tử vi tháng Kỷ Dậu năm 2022 Nhâm Dần được dự báo là khá tốt đẹp đối với các bạn tuổi Giáp Thân sinh năm 2004. Việc học hành ổn định, bạn nên chăm chỉ và cầu tiến thì sẽ đạt được nhiều thành tích. Vấn đề tài chính, mặc dù còn phụ thuộc phần nhiều vào gia đình, nhưng bởi vì bạn biết cách chi tiêu tiết kiệm và khoa học nên có sự dư giả so với nhu cầu. Tuy nhiên về quan hệ bạn bè và người thân sẽ gặp chút rắc rối, có một chút cãi vã không mong muốn. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu, lục hợp thìn, tam hợp sửu và tỵ thành kim cục, xung mão, hình dậu, hại tuất, phá tý và tuyệt dần. Đối với những người tuổi thân, trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 8 năm 2022, tức ngày 29 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, giáp dần, có nạp âm, đại khê thủy. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 8 năm 2022, tức ngày 10 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, bính dần, có nạp âm, lưu trung hỏa. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 8 năm 2022, tức ngày 22 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Dần, có nạp âm thành đầu thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi thân.
trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Các ngày tốt đối với những người tuổi thân trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 8 năm 2022, tức ngày 1 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Tỵ, có nạp âm sai trung thổ. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 8 năm 2022, tức ngày 13 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Tỵ, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Tỵ, có nạp âm Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin của mình trong khung bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi tuổi thân trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp cho tất cả quý vị có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với rất nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn chính là để thách thức chúng ta lớn lên và trưởng thành hơn. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy vững bước tiến lên và hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Và trước khi rời đi, nếu đây là lần đầu tiên mà quý vị ghé đến kênh Phong Thủy Gia Cát, quý vị đừng ngại ngần, hãy đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích từ kênh. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng lần sau trên kênh.